Chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh The Audio Sài Gòn. Hôm nay Vi sẽ giới thiệu quý vị một con ông lê sử dụng hai nguồn điện đến từ đèn nông như quý vị. Và ai đã xem kênh của Vi, quý vị nhớ nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào cái chuông bên cạnh nữa. Và con đèn nông đã có model là BMA880R. Con ông lê này Vi bán giá cũng nói chung là vừa phải, bình dân và sử dụng hai nguồn điện 110 và 220, có công tắc chỉ gọi ở phía sau. Nếu như ai có sử dụng nguồn 220 thì công tắc điện lợi nó được sản xuất tại Nhật Bản và công suất tiêu thụ của nó là 180W nha quý vị ơi. Quý vị phía trước nó có đầy đủ các chức năng nè, bát, trét, lông nét đầy đủ hết nha. Và mức giá thì bán con đèn ông 880R này mức giá là 5 triệu đồng và size của nó là size 43. Mình đang qua phía sau quý vị nhìn rất là tiện lợi. Nếu như ai không thích sử dụng nguồn điện 110, thích sử dụng nguồn điện 120 thì quý vị về chuyển qua công tắc luôn 220 để chúng ta khỏi bị nhầm lẫn, để khỏi bị nó bị cháy nha. 5 triệu đồng luôn quý vị ạ. Mình sử dụng được hai nguồn điện. Nói chung là những âm ly là bên không có remote luôn nha. Còn nếu có remote thì bên sẽ báo liền quý vị là nó có remote, đầy đủ tính năng hết. Nói chung là đáp âm của nó rất là đầy đầy đặn quý vị ạ. Và bây giờ Bê sẽ thử bản nhạc cho con âm ly này và xin mời tất cả quý vị cùng nghe. Tiếng về kêu
Còn ta nhớ lắm mỗi mùa phượng rơi.